Xin chào tất cả các bạn, lại là Go Review đây. Ở phần trước bé mèo mặc tô nhiễm bị đem phối giống nhưng không ngờ lại rơi vào tay của công chúa. Với sự xúi dục của bà nhị công tử đem bé mèo đi thiến để nó trở nên ngoan hơn, mèo con rơi vào tay ông đại phu chẳng khác gì tên đồ tể. Tiểu bạc hà có chút không nỡ, cô có dự cảm chẳng lành, thì lạp phong biết chuyện liền chạy đến kể cho cô bé mèo đang lâm nguy. Bạc hà hốt hoảng chạy đến miếu máu, tức giận vì hai người họ tự ý quyết định thay cho mèo của cô. Tiểu bạc hà đến kịp lúc thiếu tướng quân mèo một phen hú hồn chim én, cũng chính vì chuyện đó mồn lèo dỗi không thèm nói chuyện cứ ngồi đó thở dài mặc cho tiểu bạc hà muôn lời dỗ ngọt hắn ta cũng chẳng thèm để ý bạc hà lấy ra một chiếc túi thơm bạc hà do chính cô may thì hắn ta mới hết dỗi hai người tranh giành chiếc túi thơm hai đôi mắt ấy lại chìm đắm nhìn nhau không chỉ riêng thiếu tướng quân cờ rất tiểu bạc hà mà cô cũng có chút rung rinh với thiếu tướng quân Lạp phong cổ vũ thả bươm bướm để khung cảnh lãng mạn bạc hà sơ ý trượt chân thiếu tướng quân mèo nhẹ nhàng đỡ cô hai người bay từ từ xuống ôi thật là lãng mạn quá đi mất xem cái bộ phim mà ăn cầu lương không biết bao nhiêu lần luôn á trời Tiểu Bạc Hà liên tục hát hơi là mất hứng cảnh môi chạm môi, nhưng không vì thế mà soái ca mèo bỏ cuộc không hôn cô, nhị công tử xuất hiện làm con kỳ đà cản mũi, Tiểu Bạc Hà đánh trống lảng rồi chạy mất tiêu, hai em trở mặt thành thù vì giành gái, không ai nhượng bộ ai. Tiểu Bạc Hà được soái ca tỏ tình, mặc dù có chút rung động nhưng cô lại nửa tin nửa không tin. Hai người đàn ông quyết định tranh tài cao thấp bằng cách so tử lượng, đến lúc Bạc Hà đến thì hai ông tướng kia say bí sỉ, cô đến và đưa thiếu tướng quân về, công chúa lại xuất hiện gato với Bạc Hà dám dẫn cờ rớt của mình về, cuộc chiến so tài tử lượng lại diễn ra với hai cô nương, vậy mà công chúa lại say trước, cô trách tiểu bạc hà ve vãn thiếu tướng quân soái ca còn muốn độc chiếm một mình. Công chúa say bất tỉnh nhân sự được lạp phong đưa về, nhị công tử vô tình thức giấc xin lỗi tiểu hà về vụ bé mèo, cậu không nên làm như vậy, tiểu bạc hà không trách nhị công tử, cô cứ thế choàng tay thiếu tướng quân lên cổ rồi dẫn về phòng, nhị thiếu gia sót ra cầm vòi rượu uống tiếp, công chúa nhầm tưởng lạp phong là thiếu tướng quân rồi ôm lấy cậu ngủ, thiếu tướng quân mèo một lần nữa kể rõ tâm sự của mình cho tiểu bạc hà một tên thích khách áo đen mài phục sẵn, mặc tu nhiễm đánh nhau với bọn chúng, tiểu bạc hà hóng ra ma mà xém bị thương, soái ca đỡ cho cô một nhát mà để phần vai bị kiếm đâm chúng, tiểu bạc hà không còn cách nào khác cho hắn ở trần để băng bó, sơ hở lại cưỡng hôn cô, lạp phong xuất hiện đúng lúc tiểu bạc hà đánh thiếu tướng quân đau điếng, không biết kể chủ mưu ám sát thiếu tướng quân là ai và có mưu đồ gì chăng, những tên hắc y nhân có vẻ lạ chúng không hề biết đau, tên chủ mưu đằng sau chính là ông mặt nạ, ông ta dùng thuốc để khống chế mọi người làm việc theo ý mình, thiếu tướng quân cùng bạc hà đến gặp quốc vương, buộc miệng hỏi về bạch hồn châu thế nhưng quốc vương đã liệt nó vào danh sách của hồi môn của công chúa mạc tu nhiễm sẽ tham gia kén rể lấy lại bạch hồn châu rồi dùng lạp phong thế mạng cho cậu ta đi lấy công chúa lạp phong si mê công chúa từ lâu cũng nguyện làm lá chắn cho chủ nhân bạc hà tức tối vì cái tên mạc tu nhiễm vừa tỏ tình xong mà giờ hắn ta lại tham gia kén rễ cô đành hỏi hắn ta cho ra lẽ soái ca mèo nhận ra được cô đang núp để nghe lén nên muôn lời chọc tức cô nhị công tử cũng nhân cơ hội lấy lòng tiểu bạc hà cậu ấy cũng tham gia kén rể lấy bạch hồn châu tiểu bạc hà ghen ghét con mèo kia nên đầu quân phe nhị công tử luôn nhìn thấy tình yêu của mình bên cạnh người con trai khác, thiếu tướng quân giận tím người, xính lễ của công chúa rất hoành tráng, viên bạch hồn châu là một trong những món có giá trị lớn, thành chủ lấy ra để mọi người được chiêm ngưỡng, Mạc Tu Nhiễm và Tiểu Bạc Hà cũng đã nhận ra không hề có hoa văn thiên cầu, chắc chắn thiên cầu đã thoát ra bên ngoài. Ngày mai sẽ tiến hành kén rể, vòng một thi thêu thùa, soái ca cay cú phết vì Tiểu Bạc Hà đã dẫn nhị công tử đi học may vá, thiếu tướng quân cũng nhanh chóng đến đó, mọi người cãi nhau inh ỏi, bà chủ tiệm may ngăn cản, thiếu tướng quân cùng nhị công tử bắt tay vào học thêu tiểu bạc hà khen lấy khen để bức theo uyên ương hồ điệp của nhị công tử làm cho thiếu tướng quân cay cú mặc dù vậy bức theo rồng của thiếu tướng quân cũng rất đẹp bà chủ tú xuân phường mưu đồ bất chính bà ta tẩm cây kim vào thứ chất lỏng màu đen rồi đem ra cho hai vị công tử theo chỉ cần theo bằng cây kim này là bao đẹp thiếu tướng quân và nhị công tử muốn đường đường chính chính dùng cây kim thường theo tranh tài nên từ chối không may cây kim kia bị rơi bà chủ nhặt được và bị kim đâm bà ta khóc la thảm thiết khiến cho lạp phong và thiếu tướng quân nghi ngờ nên mang kim về điều tra Tiểu Bạc Hà giúp nhị công tử tìm chỉ bảy màu để nâng cao tay nghề, thiếu tướng quân tức sôi máu cũng về tìm chỉ bảy màu. Lạp Phong đi vào mà cứ ngỡ động bàn tơ, quả đúng như dự đoán, cây kim có tẩm thuốc độc, Lạp Phong suy đoán có lẽ người ra lệnh tẩm độc và người ám sát thiếu tướng quân là một, mà kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn là Thiên Cẩu. Cuộc thi theo thùa bắt đầu, ai nấy cũng cặm cụi thể hiện tài năng của mình. Công chúa cùng phụ vương ra ám hiệu bầu cho Mặc Tu Nhiễm, Nam Phi Đức chọn bức tranh đại bàng, thì mẫu hậu cô chọn bức uyên ương của nhị công tử. Nhị công tử chiến thắng ăn mừng cùng Tiểu Bạc Hà, Tiểu Bạc Hà đến tìm con mèo thúi nhưng lạc vào động bàn tơ, Lạc Phong kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Bạc Hà nghe làm cô vô cùng cảm động. Thuộc hạ của Thiên cầu đã tìm ra được nhược điểm chí mạng của Mạc Tu Nhiễm, đó chính là Tiểu Bạc Hà. Vòng thi thứ hai là thử tài tình đồ vật, các món đồ lần lượt là kẹp tóc, lược gỗ và châm cài tóc, mỗi món ẩn chứa một thông tin nhất định. Tiểu Bạc Hà theo phe nhị công tử, công chúa cũng chạy đến đi cùng thiếu tướng quân, Tiểu Bạc Hà tức tối vô cùng. Công chúa cùng thiếu tướng quân đã tìm được cuốn minh thư ghi về nơi cất giữ món đồ, Tiểu Bạc Hà nhìn thấy cuốn sách trên cao nên với tay lấy làm kệ sách đổ, thiếu tướng quân nhanh tay đỡ lấy công chúa và cái kệ làm cho tiểu bạc hà nổi cơn ghen nhị công tử nhờ vào cuốn sách đã nghĩ ra được điều gì đó hai người chia nhau ra tìm manh mối tiểu bạc hà vô tình đi vào cùng căn phòng với mặc tô nhiễm cô viện cớ xin lỗi hắn con mèo thúi phất lờ cô rồi tìm ra cái hộp tiểu bạc hà sơ xuất bị hắc y nhân tấn công thiếu tướng quân dùng chiếc hộp đỡ đòn cứu tiểu bạc hà khung cảnh lãng mạn của hai người bị công chúa cùng lạp phong trông thấy công chúa giận dỗi bỏ đi tiểu bạc hà tưởng bở con mèo thúi buông tay làm cô té đau điếng rồi hắn ta nhặt lấy châm cài quay lưng bỏ đi nhị công tử mang châm ngọc đến ngơ ngác không hiểu chuyện gì ba người lọt vào vòng trong là thiếu tướng quân nhị công tử và hô viên tướng quân ai nấy đều giao lại món đồ mình tìm thấy trong cuộc thi chỉ có thiếu tướng quân ngập ngừng vì trong lúc cứu tiểu bạc hà chiếc châm cài đã rất bể tưởng chừng đâu không thể cứu vãn được nữa thiếu tướng quân mang châm cài từ trong áo ra với một diện mạo mới khắc thêm một chiếc lá bạc hà làm cho thành chủ cạn lời hô viên tướng quân ve vãn công chúa làm cho lạp phong đứng ngồi không yên nhị công tử lại gần đại ca mình và kể cho huynh ấy những điều mà cậu đang nghi ngờ có thể thiên cẩu là một trong những người ở đây, vì hầu như mọi hành động lời nói của họ đều được nắm rõ. Công chúa chịu không nổi nên đứng dậy rời đi, Lạp Phong cũng chạy theo công chúa, cùng lúc đó Tiểu Bạc Hà cũng được Tiêu đại nhân cho mời. Soái ca mèo bất giác nhìn lại phía sau thì Tiểu Bạc Hà đã biến mất tăm. Tiêu đại nhân cũng biết đến ca ca của cô thông qua nhị hoàng tử, ông ta nôn náo tìm cho được tên thích khách làm mọi việc sáng tỏ. Tiểu Bạc Hà quay lại bữa tiệc thì tiệc đã tan từ lâu, ai nấy cũng về nhà hết, chỉ mình Hô Viên tướng quân ngồi đó uống rượu ngâm thơ nhớ thương công chúa, thiếu tướng quân mèo đang bận tâm suy nghĩ về thiên cẩu, tiểu bạc hà len lén lại gần trên trán cô xuất hiện một vết màu đỏ soái ca nhớ lại lời của tỷ tỷ nói những ai bị thiên cầu đọc được suy nghĩ trên trán sẽ hiện lên vết màu đỏ thiếu tướng quân lại gần tra hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng tiểu bạc hà khai thật và mọi nghi vấn dồn về phía tiêu đại nhân công chúa thất vọng chơi bắn cung sơ ý làm tay bị thương lạp phong không thể để người mình yêu bị thương nên chạy đến săn sóc vết thương cho cô công chúa thất tình mượn rượu giải sầu bày tỏ tấm lòng dành cho thiếu tướng quân nhưng không được đáp trả lạp phong đau lòng chỉ biết ngồi đó an ủi cô lạp phong trở về mơ mơ màng màng công chúa mang viên bạch hồn châu đến tặng cho thiếu tướng quân thiếu tướng quân từ chối vì không muốn gặp rắc rối thế là vòng thi cuối cùng đã bắt đầu mọi người tiến vào rừng tìm một bộ lạc và lấy hoa lạc anh tiểu bạc hà ngờ vực khu rừng này có vấn đề cô đã đánh dấu vào thân cây nhưng lại tiếp tục gặp nó khu rừng giống như mê cung vậy thiếu tướng quân không để tiểu bạc hà gặp nguy hiểm nên cố tình đi hướng khác hồ viên tướng quân cũng tách khỏi hai người đi riêng một mình nhị công tử tuy không giỏi võ nghệ nhưng lại vô cùng thông minh vẽ ra sơ đồ và suy luận rồi cùng tiểu bạc hà thoát khỏi đó thiếu tướng quân và hô viên tướng quân đến trước cả hai đều tranh giành nhau cái hộp bọn người hắc y nhân cũng đang đợi sẵn rồi chúng lao đến tấn công hô viên tướng quân bị chúng ám khí tiêu đại nhân bị thiếu tướng quân tấn công vì nghi ngờ ông là thiên cẩu thiếu tướng quân quăng bột vào ông ta nhưng lại nhận ra là mình đang tấn công nhằm đối tượng tiểu bạc hà chạy đến bên cái hộp một tên thích khách đã nhìn thấy cô và chạy đến tấn công bạc hà dùng nắp hộp chống đỡ tên kia ôm đầu quằn quại vì những ký ức mập mờ trong đầu hắn ta thiếu tướng quân kịp thời đến giải vây thích khách đánh không lại nhanh chóng bỏ chạy tiểu bạc hà tặng hoa lạc anh lại cho thiếu tướng quân như một lời xin lỗi mong được làm hòa với nhau, thiếu tướng quân không thể từ chối sự dễ thương này, Tiêu đại nhân không phải là thiên cẩu, đành tìm cách khác để dụ thiên cẩu ra ánh sáng. Công chúa và thiếu tướng quân hạ kế sách bắt thiên cẩu, Tiểu Bạc Hà buồn bã ngồi đó uống rượu vì công chúa và người cô yêu lấy nhau, Tiểu Bạc Hà say mềm tìm đến thiếu tướng quân tính sổ, soái ca không muốn cô làm loạn nên một trưởng đánh cô ngất xỉu, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra nhưng cô dâu có vẻ lạ lắm, Lạp Phong đã giả dạng thành công chúa để kết hôn giả với thiếu tướng quân. Tiểu Bạc Hà đang buồn bực vô tình đụng phải nô tỳ của công chúa, cô ngạc nhiên cầm đôi giày to tướng ướm thử vào chân mình, rồi nhận ra được điều gì đó. Buổi thành hôn diễn ra hết sức thuận lợi, thiếu tướng quân nhận ra được Tiểu Bạc Hà giả dạng thành thân, hai người thực hiện xong hết các nghi lễ chính thức trở thành phu thê. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng Tiểu Bạc Hà vẫn bất chấp vì cho dù kết hôn giả đi chăng nữa, cô dâu cũng nhất định phải là cô. Thiếu tướng quân cãi lời liền bị biến thành mèo. Kế hoạch đã được sắp xếp xong, phần thưởng dành cho người chụp được tú cầu là viên bạch hồn châu, thiếu tướng quân ra tín hiệu cho nhị công tử, nhị công tử cùng hô viên tướng quân cùng chụp được, mạc tu nhiễm đành phải chặt viên bạch hồn châu ra thành hai nửa, thế nhưng hô viên tướng quân lại kiên quyết ngăn cản, rồi cầm chiếc hộp chứa bạch hồn châu trốn thoát. Mặc dù mạc tu nhiễm đã căn dặn cô nhất định phải ở yên trong phòng không được ra ngoài, nhưng cô nghe thấy hỏa hoạn sợ mạc tu nhiễm có chuyện nên cô chạy ra khỏi phòng. Mọi người toán loạn tìm nước dập lửa. Tiểu Bạc Hà trông thấy một người rất quen thuộc nên đuổi theo, Lạp Phong cũng đuổi theo cô, một bàn tay lạ đánh Tiểu Bạc Hà ngất xỉu thiếu tướng quân đuổi theo thiên cẩu, thiên cẩu ra vẻ ta đây, vì đã lấy được viên bạch hồn châu nhưng hóa ra đó là một cái màn thầu. Lạp Phong hớt hơ hớt hải chạy đến bẩm báo Tiểu Bạc Hà đã mất tích, Tiểu Bạc Hà bị thuộc hạ của Thiên Cầu bắt trói, tên hắc y nhân đang đứng bên cạnh cô không ai khác đó chính là cưa cưa của cô, Tiểu Bạc Hà gọi như thế nào thì nét mặt của cưa cưa vẫn không thay đổi, Thiên Cầu xuất hiện, Tiểu Bạc Hà đã quá sai lầm khi không nhận ra hắn từ trước, ban đầu hắn ta chỉ định lấy lại viên bạch hồn châu nhưng cô, và thiếu tướng quân lại đến phá đám, thông qua việc đọc được suy nghĩ của cô, hắn ta còn biết được giữa hai người có mối quan hệ, và cô còn có hai viên hồn châu khác. Tiểu Bạc Hà mạnh miệng nhất định mặc Tu Nhiễm sẽ đến cứu cô và đánh hắn ta, thiên cầu đụng vào Lam hồn châu, làm hắn bỏng tay, thấy thế ca ca của Tiểu Bạc Hà nhanh chóng nhặt lấy bỏ vào túi thơm. Mọi người đang tìm cách giải cứu Tiểu Bạc Hà, một mũi tên ám khí bay đến, Thiên Cầu đã gửi tối hậu thư yêu cầu mặc Tu Nhiễm đem hai viên hồn châu đến để đổi lấy mạng của Tiểu Bạc Hà. Thiếu tướng quân xông vào hang ổ của địch cứu Tiểu Bạc Hà, Thiên Cầu bị hồn châu dẫn dụ nhưng mắc bẫy. Thiếu tướng quân mừng rỡ ôm chầm lấy Tiểu Bạc Hà, ra tín hiệu cho binh lính giác bột màu hồng, tất cả thuộc hạ dưới trứng thiên cầu đều thức tỉnh trong đó có cả ca ca của tiểu bạc hà mọi người lao đến tấn công thiên cầu mặt trăng bị che khuất sức mạnh của thiên cầu phát huy vô cùng lớn mọi người đều bị hất văng ra xa mạc tu nhiễm tính mạng khó giữ tiểu bạc hà đau lòng khóc nức nở nước mắt nhỏ vào viên lam hồn châu mạc tu nhiễm liền tỉnh lại đeo lại vòng tay và hứa bên cô mãi mãi không lìa xa mọi người đều thất thế trước sức mạnh ghê gớm của thiên cầu thiếu tướng quân mèo có thêm sức mạnh lao đến đánh bại thiên cầu mối tai hại của thành lạc nhật cuối cùng cũng được diệt trừ hiệp định hòa hảo giữa đôi bên diễn ra thuận lợi tiểu bạc hà đoàn tụ với ca ca của mình thành chủ tặng lại viên bạch hồn châu xem như món quà cảm tạ thiếu tướng quân giúp cho thành lạc nhật công chúa chạy đến hỏi han tình hình của lạc phong sau bao nhiêu chuyện lạc phong làm cho mình công chúa cuối cùng đã cảm động còn giúp cậu ta băng bó vết thương tiểu bạc hà và thiếu tướng quân cuối cùng cũng có một cuộc sống bình yên bên cạnh nhau viễn tưởng hạnh phúc kéo dài mãi thế nhưng con mèo thúi đòi quay trở về sao ngọc ly muốn rời xa tiểu bạc hà hơn thế nữa còn nói những lời làm cho cô đau lòng cả hai nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp trước đây, trao cho nhau nụ hôn cuối, khế ước đã được xóa bỏ, giờ thì đường ai nấy đi, Tiểu Bạc Hà đau đớn tột độ quang viên Lam Hồn Châu vào thiếu tướng quân, rồi đuổi cổ hắn ta trở về chỗ thuộc về hắn ta. Cô thất vọng quay trở về, thiếu tướng quân miệng nói ra những lời khiến Tiểu Bạc Hà đau lòng, nhưng trong thâm tâm thiếu tướng quân cũng đau lòng không kém, sở dĩ phải làm như vậy vì thiếu tướng quân không muốn cô lại gặp nguy hiểm, theo lời chăn chối cuối cùng của Thiên Cẩu kẻ đứng sau còn mạnh hơn cả hắn. Cặp đôi công chúa và lạp Phong thành đôi, ngoại trừ hai nhân vật chính, từng là hai con người rất thân thuộc với nhau, giờ đây lại lướt qua nhau như người xa lạ, thiếu tướng quân phải tiêu diệt được thuộc hồ diệt trừ mối tai hại lớn nhất, tiểu bạc hà phải cùng ca ca quay trở về nhà, hai người cứ thế lặng lẽ chia xa, đường ai nấy đi thế nhưng nỗi vấn vương nhớ nhung về đối phương không một chút ngừng lại. Hoàng tử mèo tìm đến tỷ tỷ của mình xin sự giúp đỡ, được biết trên người tên thuộc hồ đó có một mùi hương đặc biệt, mà cả thiên cầu lẫn loài chó bình thường đều có thể ngửi thấy. Thiếu tướng quân đã cảm nhận được sự hiện diện của thuộc hồ bên trong mạc phủ, nếu con chó sủa inh ỏi còn lao đến tấn công, thì khả năng đó là người hoàng tử mèo đang tìm kiếm. Lạp Phong mang đến cho thiếu tướng quân một con boss mập lù, dẫn nó cùng đi thăm dò tin tức. Con boss ai gặp cũng mến, chơi đùa với hết người này đến người khác, đột nhiên lại sủa inh ỏi khi thấy nhị thúc của thiếu tướng quân, Mạc Tu Nhiễm giấy lên nghi ngờ về ông chú của mình, lát sau nhị thúc lại ấm con boss làm nó ngưng sủa, thiếu tướng quân cũng không có bằng chứng để nghi ngờ thêm, tiểu bạc hà chán nản suốt ngày như người mất hồn, hảo muội muội tìm vô số hồ sơ của trai đẹp như cô vẫn không để tâm, ca ca trách cô giao hồn châu cho thiếu tướng quân mà chưa xin phép, tiểu bạc hà mượn cớ đó để xin ca cho mình quay lại kinh thành tìm thiếu tướng quân đòi hồn châu thiếu tướng quân bị một cô nương thu hút vì có chiếc vòng tay lục lạp giống tiểu bạc hà cô ta vừa xinh đẹp lại có kỹ năng đánh đàn thượng thừa làm cho hoàng tử mèo nhớ lại khúc đàn đó giống y đúc khúc đàn mà tiểu chủ nhân đã đàn cho cậu nghe trước đây đó là thanh mai trúc mã của thiếu tướng quân tiểu bạc hà đến mặc phủ thì bị tống cổ đuổi về thiếu tướng quân và tiểu bạc hà gặp lại nhau cả hai như nước với lửa soái ca mèo dùng mọi cách đuổi tiểu bạc hà về cũng may có nhị công tử đứng ra giúp và đưa cô về mặc phủ căn phòng trước đây tiểu bạc hà từng ở cũng được một tay nhị công tử cho quét dọn và giữ nguyên thiếu tướng quân lại tìm đến tỷ tỷ nhận lời khuyên tỷ tỷ thắc mắc thanh mai trúc mã của thiếu tướng quân rất kỳ lạ không xuất hiện lúc nào lại xuất hiện vào đúng lúc này làm giấy lên nghi ngờ chính cô là thuộc hồ bạc hà đứng phía xa nhìn tiểu tam trà xanh đó không hơn cô là mấy nhưng cớ sao lại được con mèo thúi đó sùng ái tới vậy càng nghĩ càng sôi máu mà thiếu tướng quân dẫn con boss đến cô nương đó giỡn với chú chó chó con liền sủa rồi làm cô ta bị thương sau đó thiếu tướng quân dẫn cô nương ta về nhà mèo giúp bôi vết thương tiểu bạc hà lén lút trèo lên cây cao nghe lén mà giận tím người cô ta cố tình để lộ vết bớt trên tay để thiếu tướng quân nhớ lại tiểu chủ nhân tiểu bạc hà trượt chân rơi khỏi cái cây mặc tu nhiễm bay đến cứu cô bạc hà nhất quyết đòi lại cho được hồn châu nhưng bất thành đành giận dỗi bỏ về lạp phong muốn cùng công chúa giữ mối quan hệ mập mờ không công khai khiến công chúa nổi điên kể cho tiểu bạc hà nghe câu chuyện dài trường gian đại hải của hai người kể đến khi ăn hết đống hướng dương chỉ còn vỏ mà vẫn chưa hết chuyện con đường ngắn nhất để đến được trái tim của đàn ông chính là đồ ăn ngon tiểu bạc hà cất công học tài nướng cá của tỷ tỷ chỉ để lấy lòng thiếu tướng quân nào ngờ thiếu tướng quân dẫn theo cả tiểu tam đến tiểu tam ổng ẹo chê tới chê lui tiểu bạc hà cầm dao hổ báo bị thiếu tướng quân ngăn cản rồi dẫn ả à ta đi nơi khác ăn công chúa cùng tỷ tỷ đề ra chiến lược tác chiến cho cô không dùng tài được thì dùng sắc phải khiến cho cô trở thành mỹ nữ thì mới có thể mê hoặc được thiếu tướng quân nhị công tử lang thang trên phố nhớ lại nơi đã từng cùng tiểu bạc hà vui vẻ nặn tượng nghe ngóng được tin tức của hoàn hồn châu nhị công tử bằng giá nào cũng phải lấy được cho cô mọi người cùng tụ tập đông đủ tranh giành ngọc báo có cả tỷ tỷ và công chúa tham gia, đợt đấu giá thứ nhất thiếu tướng quân tranh, với nhị công tử trách châm cài tặng cho ả à trà xanh. Đợt đấu giá thứ hai là viên hoàn hồn châu, nhị công tử cùng với thiếu tướng quân quyết liệt đưa ra cái giá cao ngất ngưỡng, một lát sau thiếu tướng quân có việc đi khỏi, nhị công tử chiếm ưu thế đã giành được hồn châu, Mạc Tu Nhiễm chuyển đối tượng nghi ngờ sang ca ca của tiểu bạc hà, còn mang cả chú chó, không may cho Mạc Tu Nhiễm, ca ca của tiểu bạc hà hòa hợp với tất cả động vật không chỉ riêng chú chó này. Kaka chỉ ra viên hồn châu của nhị công tử là giả, ông chủ kia không hề muốn làm giả như vậy, trước đây thật chất ông ta đã sưu tầm được nó, nhưng lại ngủ mất tiêu để viên hồn châu biến mất, trên đất chỉ để lại một đống bụi màu vàng. Thiếu tướng quân cùng Thanh Mai chúc mã ăn uống. Cô à trà xanh có vẻ gì rất lạ, mặc tu nhiễm uống ly rượu đó thì đầu óc quay cuồng, lợi dụng yếu điểm đó, cô ta dùng mỹ nhân kế tìm kiếm hồn châu trên người thiếu tướng quân. Soái ca được Lạp Phong chăm sóc, cậu nhận ra trên tay có vết bụi vàng giống như lời ông chủ tiệm đấu giá nói, liền cùng Lạp Phong hạ kế sách bắt cho được thủ phạm. Lạp Phong bị Tiểu Bạc Hà và công chúa trên đe dưới búa, mọi người đành tìm cách giúp cho Tiểu Bạc Hà giật lại được người yêu, nên mang ra cây đàn bắt cô phải luyện tập giống với trà xanh. Nhị công tử đàn khúc nào cũng không vừa ý cô, Tiểu Bạc Hà chợt nhớ về ký ức, tiếng đàn mơ hồ rồi đánh. Lạp Phong mở đầu bằng màn múa kiếm thật ố rẻ, Trà xanh bắt đầu tiết mục thứ hai, mỗi khi cô ta múa những hạt bụi vàng lấp lánh lại lan tỏa ra mê hoặc mọi người, kết thúc màn trình diễn thiếu tướng quân lấy hồn châu, tất cả những điều này là do cô ta gây ra để tìm kế lấy hồn châu, mọi người đều chìm đắm vào giấc mơ rồi bị ả thao túng tâm lý. Thiếu tướng quân tỉnh dậy sau cơn mơ, mọi người đều ngã gục xuống đất, tiểu bạc hà tỉnh dậy không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì thiếu tướng quân đã kể cho cô nghe, cô nương tên Khanh Tử ưu chính là phượng điệp trong hoàn hồn châu, tiểu bạc hà cùng thiếu tướng quân đuổi đánh đến, cô ta dùng pháp thuật đưa cả hai vào giấc mơ, đây chính là cơn ác mộng của tiểu bạc hà cô đau lòng vì mặc tu nhiễm bỏ rơi cô thiếu tướng quân đánh con mèo do phượng điệp hóa thành rồi dùng chiếc vòng lục lạp thức tỉnh cô tiểu bạc hà tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của thiếu tướng quân mèo phượng điệp bất tỉnh nhưng cô ta vẫn dùng chút hơi sức cuối tung ám khí tiểu bạc hà đỡ cho người mình yêu một mạng rồi ngất đi soái ca đánh phượng điệp làm nó tan biến rồi quay lại nguyên hình chui vào hoàn hồn châu thiếu tướng quân nhìn thấy vết bớt trên tay tiểu bạc hà liền nhận ra tiểu bạc hà mới thật sự là thanh mai trúc mã tên khanh tử ưu cô còn là tiểu chủ nhân của bé mèo trước đây ả à phượng điệp đã lợi dụng giấc mơ để giả danh khanh tử ưu Tiểu Bạc Hà hôn mê bất tỉnh, nhị thúc bắt mạch cho cô, nhưng tình trạng của cô xem ra không khả quan cho mấy, thể trạng yếu rất khó tỉnh lại, thiếu tướng quân cùng mọi người rất lo lắng, ca ca hốt hoảng chạy đến bên tiểu muội của mình, huynh ấy cầm tay Bạc Hà, tay cô hiện lên một vết bớt lớn, thiếu tướng quân đành bảo mọi người ra bên ngoài để tiện nói chuyện với Tử Mạc huynh, năm xưa tiểu Bạc Hà đã cứu mẫu thân của thiếu tướng quân, vì để báo đáp ân tình bà đã dùng năng lực cuối cùng để giúp cho tiểu Bạc Hà sống được đến năm 18 tuổi, nhị công tử đứng bên ngoài nghe được hết tất cả câu chuyện, chỉ khi tìm được đủ tất cả bốn viên hồn châu may ra tính mạng của tiểu bạc hà mới có thể giữ được suốt bao nhiêu năm qua ca ca của cô đã cố tình che giấu thân phận cũng như thay tên đổi họ cho cô để âm thầm tìm hồn châu cứu tiểu muội tiểu bạc hà tỉnh lại trong sự âu yếm cưng chiều của soái ca mèo hoàng tử mèo thay đổi 180 độ nhẹ nhàng dỗ dành yêu thương chiều chuộng cô tiểu bạc hà không chịu uống thuốc soái ca đành dùng sự ngọt ngào của mình mớm thuốc cho cô ôi gato quá các bạn ạ công chúa trang điểm cho tiểu bạc hà thật xinh đẹp để đến gặp mặt thiếu tướng quân bạc hà ảo tưởng chắc chắn là con mèo nhất định cầu hôn cô thiếu tướng quân bàn bạc với tỷ tỷ, đây là lần cuối cậu có thể làm cho tiểu bạc hà vui vẻ với những nguyện vọng của cô. Sau đó hoàng tử mèo phải rời xa tiểu bạc hà mãi mãi. Thiếu tướng quân mèo giao lại nhiệm vụ tiêu diệt thục hồ, cho bối tỷ tỷ làm tỷ tỷ rất tức giận. Tiểu bạc hà cùng thiếu tướng quân thả đèn ước nguyện, ước nguyện duy nhất của cả hai là được mãi mãi bên nhau sống thật hạnh phúc. Cả hai cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trước đây, đi thuyền ngắm cảnh như các cặp đôi khác trong buổi hẹn hò. Tiểu bạc hà háo hức mong chờ tín hiệu cầu hôn, nhưng thiếu tướng quân chỉ giao lại cho cô ba viên hồn châu hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy rồi tiểu bạc hà ngất đi thể trạng của cô càng lúc càng suy nhược e rằng nếu không được hấp thu sức mạnh của bốn viên hồn châu tín mạng sẽ khó mà giữ được thiếu tướng quân giao lại chiếc hộp có chứa làm hồn châu cho lạc phong giữ lấy hoàng tử mèo sẽ chui vào lại hồn châu và nhờ lại phong mang đến cho tiểu bạc hà bên cạnh đó cũng căn dặn lạc phong một số chuyện trong phủ nhị thiếu ra đi vào xin được nói chuyện riêng với đại ca đã từ lâu rồi nhị công tử bắt đầu nảy sinh nghi ngờ ca ca của mình nhưng không có bằng chứng chỉ khi nghe được câu chuyện của đại ca và ca ca của tiểu bạc hà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra hoàng tử mèo thừa nhận tất cả, mặc dù không phải đại ca của nhị công tử, nhưng hoàng tử mèo lại có được ký ức của hắn ta. Hai anh em họ nãy sinh mâu thuẫn vì thiếu tướng quân mãi mãi đổ lỗi, cho em trai mình hại chết mẫu thân, về sau thiếu tướng quân cũng đã tha thứ cho nhị công tử. Tử mà huynh hoàng hốt chạy đến thông báo cho thiếu tướng quân và nhị công tử, tiểu bạc hà đã mất tích, mọi người xông vào căn phòng tràn ngập khói, làn khói này có độc, tất cả đều hô hào nhau mở cửa. Lạp Phong tỉnh dậy tất cả hồn châu đều bị đánh cắp, Lạp Phong đã tận mắt nhìn thấy thúc thúc của thiếu tướng quân bắt tiểu bạc hà. Mạc Tu nhiễm cay cú vì sơ hở để cho kẻ địch nhở nhơ, và giờ lại còn hại Tiểu Bạc Hà. Còn Boss bị giết chết kèm theo bức thư đe dọa thiếu tướng quân dùng mạng đổi mạng. Thục hồ ra sức thi chuyển pháp lực nhờ hấp thụ ba viên hồn châu. Nhị công tử mang đến viên lam hồn châu cuối cùng, Thục hồ bị mắc mưu, Mạc Tu nhiễm tấn công từ phía trên, mọi người cùng hợp sức đánh Thục hồ nhưng đều vô dụng vì hắn ta quá mạnh, ai nấy đều bị hất văng ra xa và trọng thương. Bối tỷ tỷ nói rằng sức mạnh của hoàng tử mèo đã yếu dần do việc xóa bỏ khế ước tỷ tỷ muốn cô ký kết lại khế ước một lần nữa nhằm làm tăng sức mạnh cho thiếu tướng quân tiểu bạc hà không trần trừ cầm kiếm rạch tay chảy máu cầm chặt trong tay viên lam hồn châu rồi ngất đi sau khi ký kết khế ước với tiểu bạc hà thiếu tướng quân tràn đầy sức mạnh lao đến quyết chiến một trận sinh tử với thục hồ thục hồ dù mạnh nhưng không mạnh bằng ý chí kiên cường của thiếu tướng quân lớp màn bảo vệ của hắn nhanh chóng bị phá hủy thiếu tướng quân dùng một nhát kiếm tiễn hắn về với tổ tiên tất cả các viên hồn châu đều được hồi phục lại pháp lực tiểu bạc hà chăn trói rồi đặt nụ hôn lên trên môi hoàng tử mèo như vậy thì người cô yêu sẽ không phải vì khế ước mà chết theo cô. Thiếu tướng quân đau lòng hy sinh mạng sống cuối cùng hợp thể cùng các viên hồn châu còn lại cứu sống tiểu chủ nhân. Tiểu Bạc Hà tỉnh dậy nhưng người bên cạnh giường của cô lần này không phải con mèo thúi, mà là ca ca của cô. Khi nghe cô hỏi han về hoàng tử mèo, ai nấy đều nín thinh, thái độ buồn bã. Tiểu Bạc Hà gặng hỏi một lúc lâu mới biết được bé mèo vẫn còn sống, nhưng hồn lực đã mất hết, hiện tại chỉ sống được trong hình hài của một con mèo. Tiểu Bạc Hà đau lòng khôn nguôi, bằng hoàng nhìn bé mèo con, những kỷ niệm ùa về, kỷ niệm đẹp với bé mèo lúc nào cũng hiện hữu trong đầu cô, giờ đây chẳng còn nữa. Tiểu Bạc Hà lặng lẽ từ biệt mọi người, ôm bé mèo quay trở về nhà cùng ca, ca. Trên ngọn núi ấm áp đầy nắng và gió, Tiểu Bạc Hà cứ thế đã kiên trì dã Bạc Hà với mật ong, cho bé mèo uống đã được một năm rồi, mặc dù biết điều kỳ diệu chắc chắn không xảy ra, nhưng Tiểu Bạc Hà vẫn kiên trì không bỏ cuộc, thật sự Tiểu Bạc Hà đã nhầm, kỳ tích đã đến với những người kiên trì. Giọt nước mắt của Tiểu Bạc Hà rơi vào chén thuốc đang dã làm cho nó hóa xanh, Tiểu Bạc Hà mang cho bé mèo uống, một lát sau điều kỳ diệu đã đến bé mèo đã quay lại hình dáng của thiếu tướng quân nằm khoe body cho cô ngắm hoàng tử mèo chỉ buộc miệng nói vài câu làm cho cô buồn ai rẻ cô buồn thật làm cho người ta dỗi đã thì giờ lại phải dỗ dành hôn thư cũng đã chuẩn bị như tiểu bạc hà mong muốn hai người trao nhau nụ hôn đồng thắm và mãi mãi sống hạnh phúc về sau mối tình kết thúc thật lãng mạn làm sao cầu mong cho những ai đã và đang yêu cũng đều thật hạnh phúc và vui vẻ giống như hai nhân vật chính nhé bye bye mọi người hẹn gặp các bạn trong các video sau nhé